Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một tính năng mới mà trong Instagram á, nó mới có là bạn có thể send cái voice message qua các người bạn nào follow hay là bạn nào đã follow bạn hoặc là bạn follow lại trên trên Instagram á, bạn có thể send cái voice message. Thì bạn vô một cái mục fan, những người đang follow bạn và những người đang bạn đang follow à, bạn đang follow đó, nếu bạn có ai mà, quen biết á thì bạn chọn người đó. Ví dụ mình chọn đại một cái tên, nhiều người gửi message cho mình lắm mà mình không có giờ trả lời chứ á, thì bạn thấy không, ở bên đây nè, đó có cái nút mà để cái voice á, điện thoại nó điện. Ok, nó ở đây nó có cái hình cái gọi bằng điện, lúc mà như gọi âm thanh vậy đó đó, thì bạn có thể send message cho người ta nè, hoặc là bạn có thể gửi hình ảnh gì đó, thả tim thả hình tùm lum chân, bạn mà bạn khi bạn bấm vô đây đó, bạn hold nó, bạn allow cái chức năng nó lên trong Instagram, xong nó kêu bạn nè press and hold cái đó, thì bạn sẽ gửi một cái message cho người đó trong cái fan list của các bạn. Thì đây là một tính năng mới mình hold thử đó, và bạn chỉ cần nói thu âm thanh, nó tự động thu âm thanh đó, mà không biết nó thu khoảng được bao lâu. Trong Facebook á, tính năng của Facebook á, thì bạn gửi cái voice message đó, đó trong vòng 1 phút, mà không biết cái này được bao lâu, để mình thử ra được được 1 phút như trong Facebook hay là nó hơn. Thì mình cứ nói xong mình đây, cái tính năng này làm có để làm gì các bạn? Tính năng này có để cho những người lười biếng không có type, không có gõ, không có bấm phím, không làm biếng nhắn tin bấm, hoặc là mấy người đang lái xe ở ở Mỹ thường thường người ta lái xe thì người ta bận, không có tay để mà người ta bấm điện thoại trả lời tin nhắn, thì người ta bấm, người ta hold cái này một tay thôi, còn tay kia là người ta cầm vô lăng lái xe được. Cái hold này người ta nói chuyện rồi xong người ta gửi qua bên kia, người kia chỉ cần bật lên mà nghe thôi, không ở 1 phút đã trôi qua. Thì đây cái limit của nó là recording time limit reach 1 minute, có nghĩa là Instagram với Facebook message đó, message voice message bên Facebook đó, cũng Messenger đó, thì cũng là 1 phút, khoảng này cũng là 1 phút luôn, rồi nó chỉ ghi âm trong vòng 1 phút rồi nó gửi vô bên kia thôi. Đây. Khi bạn ghi âm xong đó, bạn buông ra thì sẽ gửi qua bên kia đó, còn nếu bạn không muốn thì bạn có thể bấm để xóa nó đi, mà như là xóa không được rồi, không có xem message đó. Thì mình sẽ giới thiệu bạn tính năng mới này trong Facebook thôi. Có những gì mình biết mình sẽ chia sẻ lên YouTube cho các bạn xem. Nhớ like, share, subscribe cái channel của mình. Rồi mình sẽ chia sẻ những kinh nghiệm, những cái gì mình biết về công nghệ cho các bạn nắm bắt được. Tại vì công nghệ càng ngày càng thay đổi, nhiều cái nó mới và nhiều cái nó cũ, mình phải cập nhật update mới. Cảm ơn các bạn đã đón xem, nhớ like, share, subscribe cái channel của mình.